Hello anh Được, nay xe gì lão vậy? Này là con xe ráp khách mới đặt bên mình á, 43 triệu 500, thấy được không? Khung này mà có vành kia ha. Sao được. Xe ráp á thì bên này á thì khách đặt lên tới 43 triệu 500 cho nên là dường như nó sẽ là full bộ phụ tùng của Shimano 105. Đó. Con này là điều khiển cơ nha em. Nhưng mà nó được cái khung này là khung carbon nè, vành nó là vành carbon nè. À, và cái phanh cặp phanh đĩa của anh á là phanh đĩa của Shimano luôn. À, kể cả cái đĩa cũng là của Shimano luôn. Mọi thứ thì khách chọn á là muốn cái tiếng kêu. Em thấy cũng hay á, nhưng mà nói vậy cái khung này chắc khung copy nè. Đúng rồi. Mà về chất lượng chắc sao bằng mấy khung này đúng không anh? À, về chất lượng thì bằng hay không bằng mình không có so được. Nhưng mà đối với cái chất lượng á, nếu như mà muốn chạy được ở trên Việt Nam là nó phải chất lượng an toàn. À, còn đối với khung chính hãng này là nó sản xuất theo hàng loạt em. À, cho nên là giá có thể nó sẽ rẻ hơn. Con này là khung carbon T700 nè, nên là về chất lượng là chắc cũng yên tâm hơn phần nào. Đúng rồi. Còn về giá thì những cái dòng xe thùng thì em thấy giá nó tốt hơn những cái dòng xe gáp. Ôi, hình như là cái xe của em là bộ phụ tùng nó là điều khiển điện luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy là cao hơn một đời so với lại cái bộ bên con này. Con này là hình như là Shimano 1.5 G7120. Còn này là 7170 gấp điện luôn. À, con anh là điều khiển cơ cho nên là nếu như mà cái con này mà ráp theo yêu cầu á, mà điều khiển điện như bên em thì giá nó sẽ cao hơn 43 triệu 500, nó không được như thế này. Còn về giá thì con này nó rẻ hơn tức 3 triệu anh. Con này có 40 năm thôi, đang giảm còn 39 năm tại. Nhưng mà tại sao lại rẻ hơn? Vậy nó nhập nguyên thùng về, nó không có sản xuất từng linh kiện, không có nhập về từng linh kiện anh, nên là giá nó sẽ thấp hơn. Không, trên cái cấu hình con này chắc chắn nó phải thấp hơn con này nó mới rẻ hơn. Đúng. Con này thì nó sẽ giảm cái vành nhôm nè. Thay vì cái sử dụng vành carbon nó sẽ sử dụng là cái vành nhôm. Vành nhôm thì đây là một cái tính năng chứ không phải là một cái nhược điểm nha. Đây là một cái tính năng, nó sẽ giảm xuống cái vành thành vành nhôm, nhưng mà nó sẽ sử dụng là cái bộ gấp điện dành cho những anh chị nào mà không có tài chính cao có thể sử dụng một con xe mà gấp điện của 7170. À, cũng như xài gấp điện nhưng mà đổi lại là vành nhôm đúng không? Dạ, đúng nhưng rồi. Mà cái đĩa phanh của em á là cái đĩa phanh của con xe thường. Cái đĩa phanh đó. Cái đĩa này sẽ là đĩa thường, không phải là đĩa của Shimano, nhưng mà cái dòng xe gáp thì nó được cái đĩa Shimano, nhưng mà bộ gấp sẽ là gấp cơ. À, nó thấp hơn so với cái bộ gấp của con Java Vesuvio này. Kể cả cái tổng thể cái con xe thì nó sẽ thua thật, nhưng mà đối với một cái con xe ráp như thế này thì mình cũng có thể mình đi theo cái mà mình thích, chẳng hạn như dây quấn các thứ này thì mình có thể đi theo cái dây quấn nó mịn hơn, cầm nó êm tay hơn theo cái mà mình thích. Chẳng hạn như cái yên nè, cái yên này thì anh có thể khách có thể đổi những yên khác, như cái yên này, cái yên của Proman ngồi nó thể thao hơn, cái này chính thống của một con xe đua luôn nè. Còn cái yên của em á là cái kiểu nó hơi giả giả một xíu, đúng không? Còn về UCI chắc con này UCI cũng nhái luôn ha, con này là UCI là đúng tiêu chuẩn của UCI. Còn cái này là cấp 1.1 cho nên nó là con xe chính hãng như thế nào là cái hình dáng kết cấu của nó y chang như vậy, mình mới lắp được cái bộ phụ tùng của 105. Cho nên á là mình có thể nói là nãy em nói là về cái con này là carbon của em carbon T700 thì cái con này á, nó có thể là carbon fiber hay là gì đấy, nhưng mà kết cấu kích thước nó sẽ là 100% như là một con xe chính hãng. Rồi còn cái vành của Dugay này chắc cũng là của copy luôn, tại vì nó chính hãng nó rất là đắt tiền. Đúng rồi, nhưng mà mọi thứ thì nó sẽ đảm bảo được an toàn thôi. À, mọi thứ thì con xe này thì nó sẽ là full carbon nhẹ cho đúng các bạn. Còn cái Vesuvio độ chớn cũng cao, bằng nhôm. Tùy theo thôi, anh nghĩ là về xe chính hãng hay là xe ráp á, nó sẽ tùy theo khách mà tiệp khách hàng chúng ta đi á. Đối với tiệp khách hàng mà chọn xe ráp á thì đa số là mình muốn cá nhân hóa, mà muốn chơi một cái thương hiệu Pinarello này nè, nhưng mà mới mức giá nó hợp lý thì mình mới mua con xe này. À, con xe này đảm bảo với em, nãy giờ em nói con xe của em nó hơi rất là nhiều đúng không? Nhưng mà anh với em chạy ra ngoài á, chắc chắn anh đẹp trai hơn em. Đúng, tại vì nó khác biệt. Đúng rồi, nói chung là khi mà anh đứng ở đây thôi là con xe của anh nó đã đẹp trai hơn xe của em rồi. Nhìn tới cái thương hiệu của em á là nó chưa có bao giờ tham gia Tour de France hết, còn Pina thì nó năm nào cũng tham gia. Đúng. Kiểu vậy. Vậy thì theo rút ra thì đây là một con xe mà dành cho anh chị nào mà thích một con xe khác biệt. Đúng rồi. Không có quan tâm những cái cấu hình như những cái dòng xe thùng như này. Ừ. Còn anh chị nào mà muốn mua một con xe mà bền, cấu hình tối ưu thì những cái dòng xe thùng nó sẽ tốt hơn. Chính xác. Nhưng mà đổi lại cái một cái nhược điểm nữa là về cái size xe đó. Thì cái con xe ráp như thế này á, cái size của nó sẽ fix 100% với lại khách của mình. Tại vì mình có thể
thay đổi cái việc lúc mà mình lắp ráp cái cổ này ngắn hơn hay là yên dài hơn, mình có thể tinh chỉnh được. Còn đối với con xe thùng như thế này nè, thì em phải em phải có một cái size chuẩn của xe, sau đó em biết kiếm khách có cái chiều cao đúng cái size này em mới bán được cái xe đó. Thì nó mới hợp lý được. Về xe ráp thì mình có thể tinh chỉnh theo cá nhân của mình. Cũng hay. Thì tóm lại á, là nếu mà anh chị nào mà thích một cái dòng xe ráp, một cái dòng mà ráp theo cái ý mình á, thì có thể chọn những cái dòng xe ráp như Pinarello. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn mua một xe mà giá nó tốt, cấu hình nó cao, thì xe thùng nó sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho anh chị. Nên là hai dòng xe này đang có sẵn tại Tâm Đức. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mẫu xe nào thì có thể liên hệ tới em nha. Xe ráp thì giá là 43.500, còn như những cái dòng xe thùng thì bên em đang giảm giá nữa. Java Vesuvio giá 39.5 là đã được giảm 1 triệu nha anh chị. Đó, nên là anh chị nào mà quan tâm tới cái dòng xe nào thì có thể liên hệ tới số điện thoại em để trong video này. Em sẽ tư vấn kỹ hơn về size xe, màu xe. Rồi, em và anh được cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và hẹn anh chị những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh chị. Mọi người nhớ phải được tư vấn về size mới chọn xe đạp đua nha. Đó là điều tiên quyết.